Netflix công bố dàn diễn viên bộ phim bom tấn Squid mùa 2. Trưa ngày 18 tháng 6, Netflix đã chính thức tiết lộ dàn diễn viên tham gia tại mùa 2 sau khoảng thời gian mong chờ. Bốn cái tên mới sẽ xuất hiện ở phần 2 là Im Si-won, Kang Ha-deul, Park Sung-hun và Jang Dong-gun sẽ góp mặt tham gia phần 2 phim Squid Game. Khi vừa công bố dàn diễn viên chính thức đã lập tức gây sốt trên các phương tiện truyền thông Hàn lẫn quốc tế. Nhìn vào bốn cái tên mới, gây chú ý hơn cả vẫn là Im Si-won và Kang Ha-deul, khi cả hai đều được khán giả và giới chuyên môn công nhận về năng lực diễn xuất. Bộ phim bom tấn Squid Game 2 sẽ bấm máy vào tháng 7 và dự kiến sẽ phát sóng trong năm 2024.